Xin chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Cho chảm lính của Ba Dũng, ông Tổng tính chơi Ba Dũng tiếp hay sao? Có thể nói, trong cuộc đời chính trị của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng có hai việc lớn mà ông cần phải làm, đó là Tống Lê Thanh Hải vào tù và làm điều tương tự đối với thủ đối thủ chính trị lớn nhất đời ông là cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Theo tình hình hiện nay, nhiều người phán đoán rằng ông Tổng đang nhắm vào ông Lê Thanh Hải với vụ khởi tố bà chủ Vạn Thịnh Phát, Trường Mỹ Lan. Tuy nhiên, những sai phạm của ông Nguyễn Tân Dũng thì ông Trọng vẫn chưa làm gì được mặc dù ông đã tống hai tay chân thân cận của Nguyễn Tân Dũng vào tù. Đó là Đinh La Thăng và Trần Bắc Hà. Riêng Trần Bắc Hà thì đã chết một cách hết sức bí ẩn ở trong tù. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí Thư của Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Có nhiều năm qua kể từ khi ông Trần Bắc Hà bị bắt, thì có vẻ như ông Trọng bưng xuôi về vấn đề hồi tố những sai phạm của ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng. Và cũng kể từ đó, nhóm thân ông Nguyễn Tân Dũng đã trỗi dậy, mà cụ thể là ông Phạm Minh Chính đã chiếm được chiếc ghế Thủ tướng Chính phủ và trở thành nhân vật quyền lực số 2 trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Và trong chính phủ mới, con trai ông Dũng là Nguyễn Thành Nghị được che chở để gây dựng sự nghiệp chính trị tiến thần của mình đó là những gì đang diễn ra hiện nay và thuộc hạ của Nguyễn Tân Dũng vào tù cũng nhiều và còn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật cũng không phải là ít. Sai phạm của Nguyễn Tân Dũng rõ ràng nhất là các tập đoàn và tổng công ty nhà nước do ông thực hiện và thời đó ông cho rằng đấy là những quả đấm thép. Tuy nhiên, cho đến thời điểm cuối nhiệm kỳ, những quả đấm thép mà ông Dũng lập ra đấy đã tàn phá đất nước hết sức nghiêm trọng. Những vụ án như Vinashin, Vinalai, vân vân đã rùm beng một thời, sau đó lại yên ắng và chùm cuối của những đại công ty phá hoại nền kinh tế đất nước ấy vẫn chưa hề bị khởi tố. Vào ngày 3 tháng 11 tại kỳ họp thứ 22 của ủy ban kiểm tra trung ương, ông Trần Cẩm tú đã xác định ông Vũ Anh Tuấn, chủ tịch hội đồng thành viên và ông Cao Thành Đồng, tổng giám đốc công ty công nghiệp tàu thủy Việt Nam vi phạm đến mức phải đưa ra để kỷ luật đây hình ảnh ông Nguyễn Tân Dũng sau bao nhiêu sóng gió giờ ông ta lại bị chú ý. Ủy ban kiểm tra kết luận Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để hội đồng thành viên, ban giám đốc các đơn vị trực thuộc và một số cá nhân vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong việc quản lý sử dụng kinh phí tái cơ cấu doanh nghiệp làm thất thoát lãng phí lớn tiền và tài sản của nhà nước. Nhiều cá nhân đã bị xử lý hình sự. Nhiệm kỳ 2010-2015 là thời kỳ ông Nguyễn Tư Dũng làm thủ tướng. Cuối nhiệm kỳ, các tổng công ty trở thành những ung nhọt của nền kinh tế. Thay vì giải thể nó, ông Nguyễn Tư Dũng cho tái cơ cấu để tiếp tục hoạt động. bởi điều đó có nghĩa là ông Nguyễn Tuấn Dũng đã sai chồng sai trong quyền hạn của chính mình. Tuy nhiệm kỳ 2015-2020 là thời kỳ ông Nguyễn Xuân Phúc làm thủ tướng, nhưng người ta cho tái cơ cấu là ông Nguyễn Tuấn Dũng để rồi sau đó tổng công ty này tiếp tục yếu kém. Khi các tổng công ty dính sai phạm, thì chủ tịch hội đồng thành viên và tổng giám đốc là những người chịu trách nhiệm trước tiên. Tuy nhiên hai người này chưa phải là chủng cuối trong hệ thống chỉ đạo các tập đoàn, các tổng công ty của nhà nước hình ảnh thuộc hạ Nguyễn Tấn Dũng đã bị đưa lên thớt ông Nguyễn Phú Trọng là người chống tham nhũng mạnh nhất trong các đời tổng bí thư Tuy nhiên việc chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng được cho là nửa vời khi ông không chịu ra tay với chùm cuối của đường dây tội phạm trong hệ thống quyền lực của Việt Nam ông Trọng thường đánh án theo kiểu đánh từ đuôi đánh tới chưa tới đầu rắn thì ông Trọng đã bất lực nên rất nhiều vụ án chùm cuối vẫn nhở nhơ ngoài vòng pháp luật trong khi những người thừa hành thì phải chịu sự trừng phạt rất nặng nề. Đánh tham nhũng như thế, ông Nguyễn Phú Trọng khó mà làm cho thế lực của Nguyễn Tân Dũng sụp đổ cho được. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Dùng 20 tỷ đấu với Đinh Văn Nơi, kết quả tiền mất tật mang. Câu nói, những gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền. Là rất đúng với xã hội hiện nay tại Việt Nam. Tư tưởng này nó ăn sâu vào cách suy nghĩ của người làm ăn ở Việt Nam, đặc biệt là giới làm ăn phi pháp. Hầu hết những quan chức bị quẳng vào lò của ông Trọng đều là những quan chức bị mua chuộc hoặc bằng tiền hoặc bằng rất nhiều tiền. Cả bộ máy công an ở thành phố Hồ Chí Minh thời thập niên 90 đầu những năm 2000 đều bị ông Trùm năm cam mua hết. Đó là thực tế không thể chối cãi, và ông Trùm năm cam xây dựng đế chế bằng tư tưởng như vậy đây là hình ảnh ông đại tá đinh văn nơi việc mua quan chức phần khó nhất là định giá có người giá trị thấp nhưng đòi hỏi giá rất cao có người giá trị cao cần rất nhiều tiền để mua thì lại bị đánh giá quá thấp và vấn đề định giá nó quyết định sự thành công của thương vụ ấy trước đây khi nói đến số tiền triệu đô người ta xem nó là số tiền rất lớn tuy nhiên với quan chức thời này thì việc kiếm số tiền vài chục tỷ là không khó. Những căn nhà có khi giá trị hàng triệu đô la là chuyện hết sức bình thường. Cho con cái đi học Âu Mỹ mỗi năm tốn hàng trăm ngàn USD mỗi người thì không còn gì là xa lạ với xã hội này. Vì thế khoản tiền vài chục tỷ để hối lộ quan chức là không hề lớn. Ông Đinh Văn Nơi là một dũng tướng và ông quyết định đi lên bằng thành tích chứ không phải bằng chạy trọt người nhúc nơi không nhiều bởi chỉ có ông mới không ngại ngùng bắt những vụ buôn lậu mà đằng sau nó là có liên quan đến quan chức của nhà nước. Khi về đến An Giang, ông nơi đã tuyên bố, tôi tìm những người nào quen lớn tôi bắt trước. Và đây là lời tuyên bố rất đành thép. Không chạy trọt được ông Linh Vân Nơi thì người ta tìm cách chạy trọt cấp cao hơn của ông Nơi. Người mà có thể thuyên chuyển ông Nơi đi khỏi An Giang để họ hoạt động tự do một nhóm đối tượng làm ăn phi pháp muốn đẩy ông Đinh Văn Nơi đi để họ dễ bề làm ăn là nhóm này đã định giá khoản tiền mà có thể đẩy ông Nơi khỏi An Giang là khoảng 20 tỷ đồng và họ giao cho Trần Chí Mãnh 42 tuổi sống tại phố Châu Đốc tỉnh An Giang giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Gia Thịnh lo việc chạy thuyền chuyển tuy nhiên số tiền 20 tỷ đồng không phải là lớn và Mãnh đã bị bắt có thể Mãnh không biết đường chạy và cũng có thể số tiền 20 tỷ không đủ mạnh để đẩy được ông Đinh Văn Nơi đi nơi khác. Đây là hình ảnh dùng 20 tỷ đấu với Đinh Văn Nơi và kết quả. Theo những gì báo chí cho biết thì Trần Chí Mãnh 42 tuổi đem 20 tỷ đồng chạy trọt sai đối tượng. Những người nhận 20 tỷ của Mãnh là nhóm người lừa đảo. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là tại sao nhóm lừa đảo này nhận tiền mà công an lại biết được? có ý kiến cho rằng Mãnh đã dùng 20 tỷ để đẩy một giám đốc công an nổi tiếng và là người được Tô Lâm chiếu cố là không đánh giá được. Chuyển đi bằng 20 tỷ có thể được, chứ chuyển Đinh Văn Nơi mà dùng 20 tỷ là không đánh giá đúng người, đúng giá của nó. Thực ra, ông Đinh Văn Nơi là lính sung phong của ông Tô Lâm. Tên tuổi Đinh Văn Nơi không những ông Tô Lâm biết mà ông Nguyễn Phú Trọng cũng biết. Một người nổi danh như vậy mà chạy trọt không đúng thì ắt sẽ bị quật và thực tế là Trần Trí Mãnh đã bị bắt Đây là hình ảnh ông Tô Lâm xem Đinh Văn Nơi là một viên ngọc quý Ông Đinh Văn Nơi về Quảng Ninh sẽ thực hiện vụ án rất lớn cho Bộ Công an Xưa nay chỉ có quan chức từ Bắc vào Nam Chứ ít có quan chức được thuyên chuyển từ Nam ra Bắc Có thể vị trí giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh Không thể bố trí một người Bắc có thể hoàn thành được nhiệm vụ Vai trò của ông Đinh Văn Nơi trong Bộ Công an hiện nay đang rất lớn, khó mà dùng tiền để đẩy đi khỏi được nơi ông làm giám đốc được. Bởi cần phải tác động đến Tô Lâm thì số tiền bao nhiêu mới đủ đầy. Với trường hợp ông Đinh Văn Nơi mà dùng 20 tỷ để hạ, e là không thể